Tống Gia Thần đã đi xem bộ phim này cùng với La Hi. Chắc là vậy. Anh ta xem với ai không quan trọng, thứ chị đang cần là chứng cứ ngoại phạm. Vào cái ngày 28 tháng 9, cuộc họp mặt ở nhà của Đỗ Khang đã diễn ra từ 2 giờ đến 5 giờ chiều. Nhưng phim của bọn họ lại chiếu lúc 8 giờ, cho nên vẫn không thể chứng minh được Tống Gia Thần không ở nhà Đỗ Khang trong lúc cuộc họp mặt đang diễn ra. Hôm đó anh ta rời khỏi nhà lúc mấy giờ? À, Gia Thần à. Hả? Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà. Có một khách hàng mà phải đi công tác nên đổi sang ngày hôm nay. À, vậy còn chiều hôm nay anh không đến xem buổi biểu diễn báo cáo của Hy Đồng được rồi. Anh không đi được đâu. Em giải thích với con bé giùm anh nha ha. Anh phải đi đây, sắp trễ giờ rồi. Nè, không ăn bữa sáng luôn sao? Vậy tối nay anh có về nhà ăn không? Ờ, không biết. Anh sẽ nhắn tin cho em sau nha. Vậy anh phải nghĩ cách giải thích với con gái đó. Em giải thích giùm anh đi mà ha. Bà xã tốt nhất yêu em. Anh đi nha. Anh nhớ ăn bữa trưa đúng giờ đó. Được rồi, tạm biệt. Hình như mới sáng sớm anh ta đã ra khỏi nhà. Vậy nên tối hôm đó Tống Gia Thần có khả năng đã ở bên cạnh La Hi suốt cả ngày rồi. Mãi cho đến 8 giờ tối mới đi xem phim cùng với cô ta. Về rồi hả? À, Đồng Đồng đã ngủ chưa? Vẫn còn đang nằm đọc sách. Con có giận anh không? Con hơi buồn đó. Anh mua cho con bé cái này nè. Anh lên lầu dỗ con đi. Được. À, quên mất. Cái tặng gì em? Mở ra coi đi. Anh đã bận cả ngày, còn phải chạy đi mua quà cho em. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày gì vậy? Cũng không phải là ngày gì cả. La Hi. Xin chào, số mấy quý khách gọi hiện đang bận. Xin chào, số mấy quý khách gọi hiện đang bận. La Tiểu Hy. Cảm ơn cô đã đăng định vị trên mạng. Tống Gia Thần đang cần cô giúp đỡ. Tôi không biết chị đang nói gì. Vào buổi chiều ngày 28 tháng 9 của năm ngoái, Tống Gia Thần ở cùng cô suốt khoảng thời gian đó phải không? Ngày 28 tháng 9 là cái gì? Cô còn nhớ bộ phim này không? Nếu như cô không nhớ ra, cô có thể coi thử vào buổi chiều ngày 28 tháng 9 của năm ngoái cô đã đăng cái gì. Đúng là tôi có đi coi phim này, nhưng không có nghĩa là tôi đã đi coi cùng với Tống Gia Thần. Tôi không hề có hứng thú muốn biết cô và anh ta có cùng nhau đi xem phim hay không. Tôi muốn nhờ cô nhớ lại một chút. Buổi chiều ngày 28 tháng 9 năm ngoái, có phải Tống Gia Thần đã ở cùng cô lúc đó không? Chiều ngày 28 tháng 9 Tống Gia Thần không hề ở cùng tôi. Tôi đã không còn bất cứ quan hệ gì với anh ta. Mong chị đừng làm phiền tôi. Cho dù quan hệ giữa hai người là gì, hai chiếc vé xem phim này được tìm thấy trong túi áo của anh ta là thật. Hôm nay tôi tới tìm cô là bởi vì lời khai của cô liên quan tới chứng cứ ngoại phạm vô cùng quan trọng đối với Tống Gia Thần. Chuyện này không hề liên quan gì tới tôi. Tôi cũng đã nói với chị, chuyện giữa tôi và Tống Gia Thần đã là quá khứ rồi. Xin chị đừng tới phiền tôi nữa. Nếu còn tiếp tục tôi sẽ gọi 110. La Hi, Tống Gia Thần cũng xem như đã hết lòng với cô.
Nếu cô thật sự có giữ chứng cứ ngoại phạm của anh ta, cô mà không lấy ra, anh ta sẽ phải ngồi tù vì cô đó. Cô có cắn rứt không? Sao tôi lại phải cắn rứt lương tâm? Tôi đã nói với chị cả trăm lần rồi, tôi đã chia tay anh ta từ lâu. Chuyện của gia đình chị không hề liên quan tới tôi không hề quan tâm. Rốt cuộc chị tới đây làm gì? Muốn làm tôi bể mặt có đúng không? Được, làm đi, hét đi. Có chuyện gì vậy? Tôi không quen biết bất kỳ ai trong số họ. Nếu làm ầm lên để coi tôi bể mặt hay là chị bể mặt. Cô đừng đi. Được thôi, cô muốn gây sự hả? Làm đi, cô gọi điện cho tôi coi. Gọi 110 đi, báo cảnh sát tới đây. Bây giờ tôi lập tức gọi bạn trai cô tới chứng kiến. Chúng ta cùng nói rõ ràng mọi chuyện về Tống Gia Thần, được chưa? Hả? Chuyện gì vậy? Sao vậy? Rốt cuộc chị muốn làm gì? Chuyện gì không? Tôi biết là bây giờ cô không muốn có bất kỳ liên quan gì tới Tống Gia Thần hết. Tôi và anh ta cũng đã cắt đứt quan hệ. Hai người chúng tôi đã ly hôn. Hôm nay tôi tới gặp cô với tư cách là một luật sư. Tôi phải tìm ra được chứng cứ ngoại phạm của anh ta. Muốn đứng nói hay là ngồi xuống nói? Được rồi, ngồi xuống đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Không có gì đâu, không có chuyện gì. Được rồi, được rồi, ngồi đi, ngồi đi. Đây là cặp bông tai trang sức mà cô đã đăng bán trên mạng. Có đúng là của cô không? Là của tôi. Đây là những món trang sức mà Tống Gia Thần đã mua vào ngày 28 tháng 9 năm ngoái. Trong đó bao gồm lắc tay, mặt dây chuyền cổ và bông tai. Hoàn toàn trùng khớp với mấy món trang sức mà cô đăng bán ở trên mạng xã hội. Tất cả đều mua bằng thẻ Tống Gia Thần. Cô giải thích như thế nào? Chính anh ta đưa thẻ cho tôi dùng. Tôi muốn mua chút đồ không được sao? Một mình cô đi mua những thứ này sao? Đúng. Nhận ra cái này không? Chắc là cô phải nhận ra chứ. Cô cũng sở hữu một cặp y hệt mà. Cặp bông tai này được mua cùng với những món đồ trang sức kia của cô. Ở cùng một cửa hàng trang sức đều được mua vào chiều ngày 28 tháng 9 năm ngoái. Tiền mua đều từ thẻ của Tống Gia Thần. Nếu như dựa theo cách nói của cô, về cặp bông tai này là cô mua cho tôi, sau đó cô tới đưa cho Tống Gia Thần trước khi anh ta về, bảo anh ta buổi tối khi về nhà mang ra tặng cho tôi, là như vậy sao? Cô đã đưa cho Tống Gia Thần vào thời gian nào, địa điểm nào vậy hả? Cô dựa vào đâu mà quẹt thẻ Tống Gia Thần mua trang sức cho tôi chứ? Cái này không phải tôi mua, mà là anh ta tặng tôi. Ngày 28 tháng 9 năm ngoái, anh ta đã ở cùng tôi suốt cả ngày. Chị đã hài lòng chưa? Cô có thể ra tòa làm chứng không? Tôi không muốn làm. Tôi không thể để cho bạn trai hiện tại của tôi biết về chuyện quá khứ của tôi. Vậy cô có thể cung cấp chứng cứ không? Hai người thật sự đã ly hôn. Muốn coi giấy ly hôn không? Tôi có thể cung cấp chứng cứ. Ngày 28 tháng 9 năm ngoái, tôi đã chụp ảnh quay video với anh ta. Bây giờ tôi gửi mail cho chị. Làm sao cô biết địa chỉ mail của tôi? Có một thời gian, tôi muốn tiết lộ cho chị. Tôi định gửi ảnh và video cho chị, ép hai người ly hôn. Tôi đã lén tìm trong điện thoại của anh ta.
Cô làm sao vậy? Không, không. Tôi ngồi một chút hay không? Được. Không ngờ là cô cũng ném chuẩn thiệt đó. Được rồi, ha, cô cũng đã hết tình hết nghĩa và lại Tống gia thần rồi còn gì. Không cần phải đau lòng về anh ta nữa đâu. Cũng không cần phải đau lòng cho chính bản thân của mình. Đời người ngắn ngủi, hạnh phúc là một ngày, đau khổ cũng là một ngày. Chi bằng hãy vui vẻ sống qua ngày đi, có đúng không? Nè, phải ăn nhiều đồ ngọt, có thể khiến bản thân vui vẻ. Nếu là tôi, mỗi khi tôi thấy buồn, tôi cũng thích ăn sô-cô-la. Đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi đúng không? Đỡ nhiều rồi thì đừng tiếp tục ăn nữa có được hay không? Nếu cô còn ăn thêm sô-cô-la, thì phải đau khổ vì chuyện giảm cân đó nha. Chuyện đó chưa từng là rắc rối với tôi. Đúng vậy. Này chị gái, tôi thật ra là tôi đang tiếc sô-cô-la của tôi. Cô có hiểu hay không? Đây là rắc rối của tôi được chưa? Sô-cô-la mắc thiệt đó nha. Cô sắp ăn hết sạch tiền lương của cả tháng tôi rồi. cười rồi kìa. Được chưa? Hay trời ơi, cô cười lên rất là đẹp luôn đó. Được rồi, có thể đi làm tiếp rồi. Ừ. Cảm ơn. Ừ, không có gì đâu. Thứ hai mua một hộp sô-cô-la cho anh. Cô ăn hết 4 hộp lận đó. Đền anh 8 hộp, có được không? Chịu liền. Được. Không hổ danh là chị dâu, vừa ra tay đã tìm được hết rồi. Nhìn cảnh chị dâu và anh Tống, coi như tôi đã biết được cái gì là hoạn nạn thấy chân tình rồi. Cái cô La Hi này là loại người gì vậy chứ? Vừa có chuyện á, đã chạy mất tâm luôn rồi. Cố tình trốn chúng ta cũng mặc kệ sống chết của anh Tống. Cho dù là nhân phẩm hay bao dung mà sao cô ta so được với chị, đúng thiệt là... Cậu đừng có so sánh tôi với cổ. Tôi xin lỗi chị dâu, tôi đã nói quá lời rồi. Có chứng cứ này rồi, chắc là vụ án sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhưng mà em vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng chuyện gì? Sau khi kiểm sát lấy được chứng cứ, nhất định họ sẽ truy cứu tới cùng. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan tới chuyện riêng của anh Tống. Nếu như công khai chuyện này ra ngoài, anh Tống sẽ gặp thiệt hại không thể cứu vãn được. Không lẽ vẫn còn người không biết chuyện này nữa sao? Anh ta là một người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chị dâu à, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn. Thầy Lý à, tôi xin phép kính thầy một ly. Chúc mừng thầy quay về thành phố lần nữa, giành chiến thắng trong vụ ly hôn của Elsa. Thường thôi. Muốn chúc mừng á thì phải chúc mừng chính cậu kìa. Không dám. Tôi còn phải theo thầy học hỏi rất nhiều. Thầy đã dạy cho tôi rất nhiều những kiến thức mà tôi không bao giờ được học trên lớp. Cậu đó, phải cảm ơn chủ nhiệm Lệnh thật nhiều. Cô ấy giới thiệu cậu cho tôi. Cậu có cảm nhận được không? Chủ nhiệm Lệnh thật sự rất coi trọng cậu. Tất nhiên cũng là nhờ cậu rất xuất sắc. Cậu học giỏi lại tốt nghiệp trường danh tiếng, chăm chỉ, nỗ lực, có nền tảng vững vàng.
Nè, quan trọng nhất là học một biết mười. Thầy quá khen tôi rồi. Cậu có tiền đồ rộng mở. Tôi biết ơn chủ nhiệm lệnh. Tôi càng biết ơn thầy Lý. Sau này trong quá trình làm việc, tôi vẫn hy vọng thầy có thể giúp đỡ nhiều hơn. Đây không phải là vấn đề. Bây giờ điều cậu nghĩ tới chính là sau khi cậu hết thời gian thử việc nên đi hay ở. Thưa thầy Lý, nói thật lòng thì tôi cũng rất lo lắng. Theo như tôi thấy thì chủ nhiệm lĩnh và chủ nhiệm phong, hai phiếu của bọn họ sẽ chia đều cho cậu và Cố Niệm. Thành kết quả hòa nhau còn một phiếu của tôi. Xin thầy Lý hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng hết mình. Chị thật sự thích cậu Tổng sao? Cậu đừng có hỏi nhiều như vậy. Nói với anh ấy giúp tôi chưa? Nói rồi. Dạ thưa anh. Thầy sao vậy? Uống chậm thôi.
Cái thằng nhóc này tinh lực dồi dào ha. Không có. Cậu còn rảnh lo chuyện này sao? Tôi phải nhắc nhở cậu, chỉ cần cậu dám tiến lên một bước nữa thôi, không cần chờ cậu thử việc xong, cậu không còn nữa. Sao lại như vậy? Để tôi tiết lộ chuyện nội bộ cho cậu. Chủ nhiệm lệnh của chúng ta ghét nhất là nhân viên cùng công ty yêu đương với nhau. Cô ta chỉ muốn bắt mọi người phải đều giống như cô ta thôi. Ờ, khó tránh hai vị sếp lớn vẫn còn đang độc thân. Ờ, nè, thầy Lý ạ, cho tôi hóng chuyện chút nha. Vậy trong thời gian hai vị sếp lớn làm việc, anh ấy vẫn chưa từng yêu đương gì sống. Đừng có bình luận lung tung chuyện đời tư của lãnh đạo. Ồ. Nè, hai con người đó, chủ nhiệm lệnh, chủ nhiệm phong, nên nói như thế nào ta? Bọn họ đều có tình cảm nam nữ là thà thiếu còn hơn. Tình trạng của bọn họ đạt tới mức cực đoan. Cậu không có hiểu cảnh giới đó đâu. Hai người họ cứ sống vậy cả đời, không cô đơn sống. Như vậy cũng tốt mà. Không tự phiền phức cho mình, cũng không gây cản trở đối phương. Ai cũng đừng nhớ nhung ai. Nam nữ đồng lòng, đi đến vinh quang, hợp tác hòa thuận. Sau này, cho dù cậu đi tới đâu, ít nhất cũng gặp được tình bạn thuần khiết trong sáng. Tới mức không thể nào trong sáng hơn được nữa, giữa nam và nữ. Thật sự, thực ra đây cũng là trạng thái của một cuộc sống khá lý tưởng đó. Nè, đừng mà, bọn họ được, chứ tôi không được đâu. Tôi vẫn còn muốn tìm một cô gái cùng sống đến già nữa. Mẹ tôi còn đang đợi với cháu nội. Tôi còn không làm được. Hả? Nếu như ai cũng không yêu đương gì, không ai thèm kết hôn, vậy tôi tư vấn ly hôn cho ai? Không phải là thất nghiệp hết sao? Rốt cuộc là có yêu hay không vậy? Thầy nói làm tôi hồ đồ luôn rồi. Đủ rồi, tắt đi ngay. Lúc đó Cố Niệm có phản ứng gì? Chị dâu còn có thể phản ứng gì chứ? Có thể đoán được à. Nhưng mà lần này may mà nhờ có chị dâu. Anh cũng biết đó, cái cô La Hi đó vẫn luôn không hợp tác. Tôi cần gặp Cố Niệm. Anh muốn gặp chị dâu hả? Phải. Nhưng mà bây giờ anh đang ở trong giai đoạn này, họ không cho phép người nhà vào thăm đâu. Hơn nữa, bây giờ chị dâu cũng không tính là người nhà. Đừng có quên, Cố Niệm là luật sư. Ý của anh là nói, nếu cô ấy trở thành luật sư của tôi thì tôi có thể danh chính ngôn thuận gặp cổ rồi. À, ý anh là muốn đổi tôi sao? Không phải, Mộ Nham, tôi vô cùng tin tưởng cậu, sao tôi có thể đổi cậu được? Mặc dù Cố Niệm đã ly hôn với tôi, nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy. Tôi cũng rất tin rằng Cố Niệm cũng còn chút tình cảm với tôi. Tôi muốn gặp cổ là vì muốn chứng minh tình cảm của tôi đối với cổ. Vậy nên tôi muốn để Cố Niệm làm người biện hộ thứ hai của tôi. Người biện hộ đầu tiên vẫn là cậu. Mộ Nham, cậu có thể nói với Cố Niệm giúp tôi không? Dạ được. Tối hôm qua tôi vẫn chưa nói xong, cô đã bỏ đi rồi. Có gì đáng để nói sao? Ông già đó là ai? Liên quan gì tới anh chứ? Sao lại không liên quan? Tôi vừa nhìn là biết ông già đó không phải là hạng tốt đẹp gì, cũng chỉ có thể lừa được mấy cô gái trẻ tuổi chứ hiểu sự đời như cô. Cô đừng có mà phạm sai lầm. Tuyệt đối đừng có mơ tưởng loại đàn ông đó sẽ yêu đương chung thủy với cô. Thứ chết đi đầu tiên trên người bọn họ chính là hai chữ tình yêu. Quá giới hạn rồi đó. Quá giới hạn gì? Quyền riêng tư của người khác. Tôi chỉ lo cho cô. Thấy có người ngốc nghếch dễ bị lừa, đương nhiên là phải ra tay cứu giúp. Huống hồ người đó còn là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Đồ ngốc nghếch không phải là tôi đâu. Vậy không lẽ là tôi? Cô coi, tôi còn nói chưa xong cô lại đi rồi. Sau này ngoài giờ làm tôi đi với ai, làm những gì không cần anh quan tâm. Nếu như không ai để anh nhìn thấy thì coi như không có đi. Tôi thấy cô lầm đường lạc lối thì sao? Cứ coi như không thấy. Chị, luật sư của chồng chị lại tới rồi. Bên đó kìa. Chị dâu à, em đã đi gặp anh Tống rồi. Anh ấy đã nhận được chứng cứ ngoại phạm, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Kêu em tới chuyển lời cho chị, anh ấy vô cùng xin lỗi và cảm ơn. Mộ Nha, tôi còn phải làm việc. Có gì, cô hãy nói thẳng ra đi. Anh Tống kêu em tới đây để bàn với chị một chuyện.
Anh ấy muốn chị làm luật sư biện hộ cho ảnh. Tại sao vậy? Ý của anh Tống muốn nói em là người biện hộ đầu tiên, còn chị sẽ là người biện hộ thứ hai. Hai chúng ta hợp tác nhất định sẽ mang lại hiệu quả gấp bội. Không phải trước giờ cậu vẫn làm tốt nhiệm vụ luật sư biện hộ cho anh ấy sao? Hay là vụ án lại có tình tiết mới làm thay đổi? Vụ án không thể thay đổi, chỉ là chị dâu à, để em nói thật với chị cho chị biết. Anh Tống nói anh ấy nhớ chị, nhưng mà chị cũng biết đó, giai đoạn này không cho phép người khác vào thăm tù. Nếu như chị trở thành luật sư biện hộ của ảnh, vậy thì chị có thể danh chính ngôn thuận đi gặp mặt ảnh rồi. Tôi không muốn gặp ảnh. Vậy em phải trả lời ảnh sao đây chị? Cậu trả lời như thế nào cũng được hết, cứ nói thật đi. Anh ấy là một người thông minh, cậu nói kiểu gì anh ấy cũng hiểu thôi. Cái gì vậy trời? Thiệt tình. Nè, tan làm rồi cô còn trang điểm xinh đẹp như vậy đi đâu đó? Coi như không thấy đi. Tôi cũng đâu có bị mù. Vậy anh tự chọc mù mắt là được. Cô là người gì vậy? Thật độc ác. Độc ác, sợ không? Ác thế nào? Búp bê cắt máu à? Phụ nữ nguy hiểm. Chào anh, xin hỏi anh muốn ăn gì? Ăn gì cũng được, anh chọn giúp đi. Tôi không chọn được đâu. Vậy thì một bữa cơm bình dân, mỗi món chút. Mỗi món một chút thì không làm được đâu. Combo một người ăn à? Không có. Anh không thể đặt vừa vài món giúp tôi được sao? Để tôi đặt cho. Mang cho anh ta suốt bắp cải muối chua, đậu phộng ngâm giấm, canh cá chua ngọt, sườn xào chua ngọt, toàn mùi chua lét. Anh cứ đi trước đi. Cô cũng tới sao? Theo dõi tôi. Ai thèm theo dõi cô. Cô tới đây ăn cơm được hả? Tại sao tôi không thể ăn cơm đây? Trùng hợp vậy sao? Tôi tới ăn cơm anh cũng chạy tới luôn. Cuộc sống đầy rẫy đều trùng hợp mà. Cho tôi xin lỗi nha, làm phiền cô hẹn hò với người đàn ông đó. Đi mất tiêu rồi. Đừng có nói là đàn ông có vợ rồi nha. Không liên quan gì đến anh. Tôi cảnh cáo anh nghe, sau đây đừng để tôi bắt gặp trùng hợp kiểu này nữa. Trùng hợp là những sự kiện có xác suất nhỏ cùng nhau xảy ra. Trùng hợp lúc nào, xác suất ra sao là do ý trời, làm sao tôi khống chế được. Đây cũng là ý trời. Tiêu rồi. Gã sếp cầu đó không xứng với chị đâu. Cô có chắc không? Ăn trong chén nhìn trong nồi, đứng núi này trong núi nọ, không hề kiên kỵ gì hết. Trong từ điển của ông ta hoàn toàn không tồn tại hai chữ chung thủy. Chủ nhiệm mà, chị xứng đáng với người đàn ông tốt hơn. Cảm ơn cô, Cần Cần. Không có gì. Cần Cần, chuyện này là cá nhân tôi ủy thác cho cô. Tôi hy vọng sẽ chỉ có hai chúng ta biết. Chủ nhiệm cứ yên tâm đi, tôi biết mà.
Nhìn ngó cái gì đó? Ai mà thèm ngó. Vậy anh tiếp tục theo dõi đi ha. Ơ, chờ đã, chờ đã. Cô đừng, đừng đi vội mà. Thì ra là như vậy. Hỗ trợ lãnh đạo diễn một vở kịch bạn trai lãnh đạo của tôi. Ông già đó còn phải dùng phép thử sao? Vừa nhìn đã biết không phải là người tốt rồi. Lần sau nếu cô gặp phải chuyện vậy cứ gọi cho tôi. Tôi nhìn người chuẩn lắm đó. Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu. Cô tưởng tôi ngốc sao? Sao tôi lại không hiểu? Anh không hề ngốc. Anh thông minh lanh lợi, đẹp trai sáng sủa. Chỉ là bị thông minh của mình hại thôi. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết làm sao để phân biệt một người đàn ông tốt. Nè, anh có bận gì không? Tôi mời anh một bữa nha. Mời tôi á? Được, được thôi. Hôm nào vậy? Anh chọn đi. Tối nay tôi tăng ca. Anh, anh đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa. Tôi đoán chắc là chị dâu đang trong lúc tức giận. Để chị hết giận sẽ tốt thôi mà. Cậu tới văn phòng của họ chưa? Tới rồi. Cô ấy sao rồi? Ổn không? Chị dâu có vẻ bận lắm. Làm việc dưới trướng của Lệnh Nghi chắc chắn không dễ chịu gì. Hình như bây giờ chị dâu đang trực tiếp làm việc cho Phong Thịnh. Dạo này chị dâu đều đi phá án cùng với anh ta, thường xuyên tăng ca. Lần nào cũng làm tới nửa đêm nửa hôm mới được về nhà. Quả thật chị dâu sống rất vất vả. Xin dừng lại một chút. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cho tôi xin lỗi. Dừng lại một chút đi. Ê, sao cô lại tới đây? Quy trình phê duyệt điện tử cho vụ án này bị mắc kẹt ở chỗ của anh. Gọi điện thoại cho anh không thấy anh nghe máy. Tôi đoán ra ngay anh ở đây. Cô chờ đã. Tôi vì vận động phải bù nước một chút. Thôi. Sao mọi người đều bỏ đi hết vậy? Không phải là muốn nhường chỗ cho cậu sao? Bạn gái chạy tới tận nơi rồi, chúng tôi không đi sao được. Chỉ cần 3 phút thôi. Ồ, đi. Ê, thôi. Đã đến giờ đóng cửa sân thể thao đâu. Giải tán thôi. Nhanh nhanh nhanh. Hoàn thành rồi. Tôi xin lỗi nha, chơi tiếp đi. Ê, này này, không phải. Nhà đi hết cả rồi. Sân này vẫn chưa đến giờ đóng cửa, tôi đánh với ai bây giờ? Vậy để tôi đánh cho. Đây, để tôi dạy cô động tác đánh bóng trước đã. Được. Nè, cầm lấy đi. Hơi nặng đó nha. Tay phải đặt trên, tay trái đặt ở dưới. Sau đó cô phải giữ tay thả lỏng. Đúng, thả lỏng thôi. Đừng có nắm chặt quá, thả lỏng ra. Đúng, phải đặt khớp tay thứ hai này đối diện. Được. Sau đó, phải tách hai chân ra. Mở rộng hai vai ra. Hơi hạ người xuống. Đúng rồi. Bước ngực, đúng. Khi nào cô vào sân đánh bóng, nhớ lại bước chuẩn một chút. Chơi vẫn chưa chán hả? Cảm ơn. Lâu rồi tôi không vận động nhiều như vậy. Thoải mái thiệt. Không ngờ cô lại có năng khiếu chơi thể thao tới như vậy. Tôi mà biết sớm thì ngay từ thời gian còn học ở trường đại học, tôi đã tuyển cô vào đội bóng chày luôn. Hối hận rồi ha? Vô cùng hối hận. Nếu như lúc đó tôi thật sự tuyển cô vào đội bóng thì có lẽ giờ đây một chuyện đã khác rồi. Đánh mỗi trận bóng thôi mà anh nghĩ nhiều như vậy. Không phải là bây giờ tôi đang bắt đầu thay đổi rồi sao? Vậy còn tương lai của bây giờ? Cũng chưa biết. Chưa biết.
Tôi thích đáp án này của cô. Chưa biết cũng có nghĩa là mọi chuyện đều có khả năng. Bà ơi, mau ra đây. Hả? Mau ra đây. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Bà coi, lại là cái chú lần trước đưa mẹ con về đó. Ơi trời, cái đầu nhỏ bé của con nghĩ gì vậy? Người ta là đồng nghiệp của mẹ con, chuyện rất bình thường. Được rồi, đừng có đứng đây ngó nghiêng nữa. Đi luyện đàn đi ha, luyện cho được tốt. Được rồi, dạ. Hôm nay tôi đã chơi rất vui. Sau này anh nên sắp xếp thêm nhiều hoạt động ngoài trời như vậy. Tạm biệt. Được rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Ừ. Về rồi sao? Ôi trời ơi, mẹ dọa con hết hồn luôn. Sao mẹ lại đứng đó? Đồng Đồng đâu? Nghe đi. Luyện đàn sao? Ôi trời, mấy nốt nhạc này của con bé đều đàn sai hết rồi. Chắc chắn con bé đang thấy rất rối bời. Cố Niệm à, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Con nghe. Nhất định con phải nói thật với mẹ. Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ. Con không ly hôn con trai mẹ đâu ha. Con không có. Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Ê trời, thật ra chuyện này là vậy. Con coi á, ngày nào mẹ cũng lo cơm nước cho con. Con bé Đồng Đồng còn biết gọi điện thoại hỏi con có về ăn cơm không. Nếu thấy con không về, con bé sẽ kéo mẹ ra ban công. Nhất định phải trông thấy con đi vào nhà mới yên tâm. Cứ như vậy á, con bé đã nhìn thấy một anh chàng lái xe đưa con về. Nhìn mấy lần rồi đó. Người ta mở cửa cho con, Đồng Đồng nhìn thấy trong lòng không có vui. Có phải là con đợi chúng ta một lời giải thích hay không? Con không có gì để giải thích hết. Mẹ, đó là đồng nghiệp của con, tiện đường đưa con về nhà mà thôi. Tục ngữ nói rất đúng, qua ruộng dưa không có sữa dày, dưới cây mận không có sữa mủ. Người đồng nghiệp này của con đôi khi có những hành động ga lăng như vậy thì rất đáng khen, nhưng mà lâu dần thành quen, cậu ta sẽ bị hàng xóm láng giềng để mắt, đồn đại lung tung, bàn tán nói xấu sau lưng. Cho dù con không sợ những điều này thì con cũng phải cân nhắc tới suy nghĩ trong lòng của Đồng Đồng chứ. Con bé rất là không thích nhìn thấy người đàn ông khác mở cửa xe cho con đâu. Nhưng mà mọi người đều nghĩ nhiều rồi. Không lẽ con không thể có đồng nghiệp nam sao? Ai nói là con không thể có đồng nghiệp nam? Ây trời ơi, có đồng nghiệp nam tốt như vậy, mẹ tin là người ta cũng hiểu rõ về tình hình hiện giờ của con trong lòng bàn tay. Biết về gia đình của con, biết coi là người đã kết hôn, có chồng, có con rồi, đúng không? Vậy nên cậu ta cũng phải biết kiểm soát hành vi của mình cho đúng mực. Người xưa có câu lời nói đáng sợ, chuyện Nguyễn Linh Ngọc năm xưa chính mẹ, là... Mẹ, con hiểu rồi. Hiểu rồi ha. Con đã thấm nhuận tư tưởng tinh thần của mẹ rồi. Mẹ, con đói. Đói hả? Chết rồi, gà nướng cháy rồi. Phải đi kiểm tra mới được.